Thưa quý vị, liên quan đến vụ án học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway Cầu Giấy Hà Nội tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố đối với cô giáo chủ nhiệm của học sinh này. Cụ thể là cô Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1990 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội bị tống đạt quyết định khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Thủy được cho tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn và hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra.